sử dụng OpenString list phần 2 thì mình giới thiệu các bạn hai câu list của cũng hai bậc thầy, đó là Jocelyn và Joe Satriani, hai cái phong cách khác nhau. Thì tab hiển thị trong cái video bên dưới luôn, các bạn xem theo và có thể luyện tập cùng với mình nhé. Thì nếu bạn nào tập chưa kịp thì chúng ta cứ lùi lại, chúng ta xem kỹ tab và có thể là để ý thế tay của mình, hoặc các bạn sắp xếp lại theo như thế nào cho thuận lợi thế tay của bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học cái câu của Jocelyn, mình đánh một lần cho bạn nghe lại nha. Thì cái câu này mình sử dụng các nốt của cái là mi thứ tự nhiên thôi, trong đó có nốt phá thăng, và chúng ta đi xuống từ các nốt. Thì cái kiểu đánh là cho bạn đánh một nốt và các bạn pull up nó ra thôi. Đầu đầu của chúng ta như sau ha. Thì các bạn thấy là chúng ta đánh nó chạy xuống tự nhiên thôi, tức là mi nè, tới rê, đô, si, la, son, fa thăng. Đơn giản như vậy thôi, và chúng ta cứ xuống cái nốt nó như vậy ha. Lại của hai cái dây đầu tiên nha. Rồi, dây số 1, số 2 xong rồi, chúng ta lên cái dây số 3, bắt đầu nghe ngăn chính. Ta có nghe là cái nốt mi ngăn chính ha, sau đó rê là ngăn 7, đô ngăn 5 và si là ngăn 4. Lại nha các bạn. Ba dây đầu luôn ha. Xuống dây số 4 thì chúng ta đánh ba nốt như sau: la, son, rồi bắt đầu là phá thăng. Đánh lại dây số 3, số 4 nha bạn. Dây số 5 thì chỉ hai nó thôi. Chúng ta đánh ngay ngàn 7, ngàn 5 ha. Sau đó nghe nốt mi này thì các bạn hàm một nước. Tùy theo các bạn có thể chọn sau cái nốt để cho nó nghe cái tiếng như vậy. Thật chậm từ đầu từ cuối nha bạn. Joe Satriani. Thì cái câu của Joe Satriani á, các bạn sử dụng là bốn nốt trong một cái chùm liền bốn, bốn nốt thì ba cái nốt đầu các bạn đánh, còn cái nốt cuối cùng các bạn pull up ra. Thực ra ba nốt đầu là cái nốt ở trên cái ngang, các bạn phải pull up ra, các bạn cũng chỉ đánh nốt đầu tiên thôi. Thì câu nó như sau, mình đánh xong rồi mình phân tích nha. Thấy không? Ở đây chúng ta có nó pha thăng ngăn 14, sau đó nó son ngăn 15. Các bạn pull up nó ngược lại ngăn 14 là nó pha thăng. Sau đó các bạn mới đánh ra cái dây buông nó như sau ha. Tương tự các bạn xuống là 12 14. 10 12 10. Tiếp theo 8, 10, 8. Dọc lên nha các bạn. Nhìn thầm tí ha.
đánh lại ngang 12, 13, 12 ha. Sau đó các bạn 10, 12. Sau đó 8, 10, 12, 8, 10, 8 ha. 7, 8, 7. Kết thúc ngay cái nốt mi của cái ngang chính ha. Lại còn số 2 như sau. Rồi, từ đầu thật chậm nha các bạn. Cho bạn trong việc sử dụng cái dây vuông, và nên nhớ là trong cái clip trước mình có hướng dẫn các bạn cách bịt dây á, thì hãy xem lại ha, cái tay mình chạm như thế nào để cho nó không có bị ồn nếu bạn đánh mà cảm thấy là cái tay mà tay trái các bạn đang bị vướng quá. Và sau khi thử xong rồi thì các bạn có thể cố gắng kết hợp bằng cách là chúng ta sử dụng tay trái thôi, không sử dụng tay phải, để chúng ta góp phần nâng cao cái độ mạnh của cái tay trái lên nha. Thì hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ của bạn cho cái kênh Guitar for Freedom và shop đàn Amigo Guitar. Bạn nào có nhu cầu mua đàn guitar, đàn mới, đàn cũ từ giá 1 triệu mấy cho đến mấy chục triệu cũng có cả. Rồi amply các loại, rồi phơ nữa. Hiện tại mình sử dụng cái con phơ GE200, rất cái chất lượng âm thanh các bạn nghe cũng rất là hay. Và mình chép cái bộ sao mà mình phải mua từ một cái đối tác, trong đó có danh thủ Joe Satriani, Steve Vai, rồi Ingrid Malmsteen, Eddie Van Halen, nói chung là rất là nhiều danh thủ trong đó, và tặng miễn phí cho các bạn. Thì những cái cây đàn chất lượng từ Amigo Guitar Shop sẽ giúp cho các bạn là có một cái sự tự tin trình diễn. Còn bạn nào có nhu cầu học đàn guitar điện cơ bản về kỹ thuật thì sẽ đăng ký khóa học của Đăng Khoa, đóng tiền một lần và học trọn đời. Các bạn đăng nhập vô trong web, các bạn học thôi, bất cứ thời gian nào mình sẽ hỗ trợ các bạn khi gặp khó khăn. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.